Thưa quý vị, xin chữ cho chữ, một phong tục truyền thống có từ lâu đời của người Việt mỗi dịp đầu xuân. Năm nay dù mưa rét nhưng nhiều người dân vẫn duy trì tục xin chữ ngày đầu năm mới, như khẳng định một nét đẹp văn hóa thể hiện truyền thống hiếu học, coi trọng chữ nghĩa của dân tộc. Chùa Đức Hậu, xã Nghi Đức, thành phố Vinh, một trong những địa chỉ quen thuộc nhiều năm nay của người dân và du khách đến xin chữ mỗi dịp đầu xuân. Chị Lê Thị Hồng Lam năm nào cũng vậy. Ngày mùng 5 Tết, chị đều đến đây từ rất sớm dự lễ khai bút đầu xuân và xin chữ. Gia đình tôi thì năm nào cả nhà cũng về chùa, cũng xin quý thầy thì bán cho một chữ. Các bạn nhỏ đi học, khi đi học thì nghỉ chữ để đến xin, để đạt này, để thành công này, để lấy đó làm tiêu chí rèn luyện trong suốt cả năm. Với cái truyền thống của dân tộc Việt Nam mình là dân tộc hiếu học, và cái ước nguyện đầu năm là cái ước nguyện ai ai cũng mong muốn được cái điều tốt đẹp. Cho nên nhà chùa tổ chức khai bút đầu năm để tặng bút, tặng chữ và tặng sách cho tất cả các em học sinh, các Phật tử, các doanh nhân, các doanh nghiệp, với một cái ước nguyện là mọi người đều được có trí tuệ, đều được thành tựu tất cả các ước nguyện của mình trong một năm mới. Vào dịp đầu xuân, ngoài khu di tích Kim Liên thì tại các đền chùa cũng tổ chức lễ khai bút và cho chữ đầu xuân. Những ông đồ mặc áo dài, đội khăn đóng, bày mực tàu, xế đỏ, cùng nhau khôi phục và gìn giữ một nét đẹp trong văn hóa người Việt. Năm nay dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời tiết mưa lạnh, thế nhưng vẫn rất đông người dân xin chữ. Tất cả mọi người đều thực hiện giãn cách, xếp hàng, chấp hành quy định 5K. Để xin chữ thì cháu thường xin chữ Phúc ạ. Cháu muốn gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của mình vào nét chữ của thầy ạ. Để cho cầu cả gia đạo bình an, hạnh phúc và phúc đức cho cả nhà. Nó cũng là một phần an ủi và động viên cho tâm lý của mọi người dân ạ. Năm nay là tôi xin chữ bình an, là mong là thế hệ các con cháu sau này tiếp tục và nối dõi học tập cái công đức của cha ông để lại, bình an cho đất nước, bình an cho gia đình và bình an cho bản thân và gia đình. Cầu mong năm 2022 đất nước mình khỏi dịch COVID-19 và phát triển kinh tế vững mạnh so với đất nước và thế giới. Ngày xuân năm mới đối với người Việt Nam là ngày khởi đầu với mong ước một năm mới vạn sự như ý, và tục xin chữ cho chữ cũng là nét văn hóa thể hiện trân trọng nét chữ và truyền thống hiếu học của dân tộc. Bây giờ thế hệ trẻ cũng là rất là quan tâm đến cái truyền thống văn hóa xa xưa của cha ông. Qua bài thơ ông Đô ấy cũng đã tiếp xúc cho nhiều thế hệ trẻ muốn cố gắng, muốn gìn giữ tất cả các bản sắc văn hóa dân tộc. Thì em cũng có đào tạo ra một số bạn trong thế hệ trẻ để gìn giữ và nối tiếp cái văn hóa cha ông của mình ngày xưa để lại. Người xin chữ Phúc, người xin chữ Nhẫn, người xin chữ Bình An, Đăng Khoa Đỗ Đạt. Với mong ước một năm mới bình an, mạnh khỏe, học hành chăm chỉ. Người xin chữ, yêu chữ cũng đủ các lứa tuổi, trong đó có nhiều bạn trẻ. Một nét đẹp truyền thống của ngày Tết cổ truyền đã và đang được gìn giữ, phát huy.